Chào các em, trong video hôm nay thầy sẽ quay phần đầu tiên, phần 1, phần phát triển câu 47 đầy minh họa 2021. Thì ta bắt đầu từ câu số 1. Câu số 1 này, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình m bình neighbor của x trên e bằng 2 trừ đi m neighbor x trừ 4 có nghiệm thuộc khoảng đoạn và thuộc đoạn 1 đến e 1 trên e đến 1. Ok. Ta sẽ đi bài bài này. Nhất là trước tiên là ta bây giờ điều kiện của x đã, x thì x nó cho đây rồi, nhưng tuy nhiên ta cứ cho điều kiện x là lớn hơn không đã. Chưa? Thì lúc này ta sẽ có cái gì? À, ta biến đổi đi một chút là m bình. Chỗ này thì chúng ta biết rồi, ly pe của x trừ ly pe của e trừ ly pe thì bằng trừ đi 1, đúng không? Thì bằng 2 trừ m ly px trừ 4. Rồi ok, ta sẽ nhóm ly px ra ngoài thôi. Chuyển vế này sang đây. Ta sẽ có m bình cộng với m trừ 2 ly px. Chuyển vế sang bên kia thì chúng ta sẽ bằng m bình trừ 4, đúng không? Rồi. Ok. Thì ta thấy đây hình như là có hai cái thằng này có một nghiệm chung ấy, ta biến đổi tương đương một chút. Đây là a cộng b cộng c bằng 0, một nghiệm 1 tức là m trừ 1 nhân với một nghiệm là c trên a tức là m cộng m cộng 2. M cộng 2. Chưa? Sẽ có m cộng 2 lên px thì bằng này hằng thức đúng không? M cộng 1 à, xin lỗi cộng 2 với m trừ 2. Ok. Rồi. Đến đây chúng ta sẽ chú ý một chút này, nó cho là m là nguyên dương đúng không, giá trị nguyên dương của m đó, nguyên dương của m đấy. Thì tức là m cộng 2 này luôn lớn không, luôn lớn không, hay nói khác là khác không, đây cộng 2 nhé đó. Thế thì chúng ta sẽ chia cả hai vế cho m cộng 2 nhé, chưa nhỉ, với này với m nguyên dương thì m cộng 2 khác không với m nguyên dương, nguyên dương được chưa. Đó. Thế thì lúc này ta sẽ có này, phương trình này tương đương với này m trừ 1 nhân với ly px thì bằng m trừ 2, đúng không? Đó, ok rồi đúng không? Rồi. Thế bây giờ chúng ta thấy này, bây giờ ta set này, bây giờ ta rút muốn rút ly px thì ta phải set thằng này với m bằng mấy? Với m bằng 1. Đương nhiên m trừ 1 bằng 0 tức là m bằng 1 đúng không? M 1 thì thằng này chúng ta phương trình chúng ta sẽ có là 0 bằng mấy? Bằng trừ 1. Đương nhiên là đoạn này là vô lý rồi. Vậy thì đương nhiên m bằng 1 không thỏa mãn. Đó. Vậy thì khi với m khác 1, với m khác 1 thì ta chia cả hai vế thì ta sẽ được là rút ra được dpx thì bằng m trừ 2 chia cho m trừ 1 đúng không nhỉ, m trừ 2 trên m trừ 1. Ok rồi, giờ này quá là đơn giản rồi đúng không. Thế thằng này muốn là gì? À, muốn có nghiệm thuộc đoạn 1 trên e đến 1 thì chúng ta thấy là xem 1 trên e đến 1 thì thằng ly px thì nó sẽ thuộc đoạn nào, thì là chúng ta vừa x thuộc đoạn 1 trên e đến 1 đấy. Chúng ta thấy hàm ly px này là hàm đồng biến đúng không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ly px này này lớn hơn hoặc bằng ly pe của 1 trên e, ly pe 1 trên e chính là trừ 1 đó. Và đến ly pe của 1, ly pe 1 tức là bằng 0 đó. Vậy nói tóm lại là cái thằng này muốn có nghiệm, từ đấy suy ra phương trình có nghiệm x thuộc 1 trên e đến 1 ấy thì sao, thì ta phải có m trừ 2 chia cho m trừ 1 là lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 0. Đến đây thì bạn nào cũng giải được bất phương trình rồi. Ok đúng không? Giải quá đơn giản, cắt làm hai thôi. Hoặc ta cho máy tính bấm. Đó. Cho máy tính bấm thì thấy ngay đúng không nhỉ? Cho nó chạy xem thằng nào nó thuộc từ trừ 1 đến 0, thay m nguyên vào đây, nguyên dương vào đây, đúng không? Ở nguyên dương vào đây là xong. Được chưa nhỉ? Đương nhiên là nguyên dương nó phải khác mấy rồi? Khác 1 rồi. Đó. Thì bắt đầu chúng ta sẽ cho chạy bằng mấy? Bằng 2. Ok, xem thỏa mãn thằng này là xong. Hoặc là chúng ta giải bớt phương trình thôi. Đến đây giải bớt phương trình này ta cắt làm hai thôi. Cắt làm hai thì ta sẽ có là
m trừ 2 chia cho m trừ 1 lớn hơn bằng trừ 1 này, m trừ 2 chia cho m trừ 1 này nhỏ hơn bằng 0. Rồi giải thằng này ra, ta chuyển vế đổi dấu thôi. Đấy. À, quy đồng lên, chuyển vế đổi dấu đây, quy đồng lên thằng này thì là chúng ta sẽ có trừ hiện là 2m, đúng không? Chuyển sang 2m thằng này là cộng với 1 cộng 1 chuyển sang bên này thành trừ 1 thành trừ 3. Thế cho m trừ 1 là lớn hơn 0 bằng 0. Thằng này thì chúng ta dễ rồi, trong khoảng hai nghiệm đúng không? Vì đề am hệ số nó trái dấu đây, từ đâu đâu? À, nhìn thấy ngay đây là từ 1 nhỏ hơn m nhỏ hơn bằng 2. Ôi giời, quá là dễ rồi. Chỉ cần điều kiện phía sau này thôi, nếu chúng ta biết là chỉ có khả năng m bằng 2 thôi, m bằng 1 thì đương nhiên không phải rồi. Thay m bằng 2 đi có thỏa mãn đâu. Thay m bằng 2 đây xem đi nó có dương không nhá. Bằng 2 là 4, đúng không? Thỏa mãn rồi, 4. Ok. Vậy chỉ có m bằng 2. Thỏa mãn, đến chưa nhỉ? Đây đây chỉ có một giá trị nguyên dương thôi mà. M bằng 2 thỏa mãn thì chúng ta hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án gì? À, đáp án A của chúng ta. Được chưa? Ok, đây là câu số 1. Tiếp tục ta sang câu số 2. À, câu số 2. À, câu số 2 này, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong khoảng từ trừ 20 đến 21? À, để phương trình này có hai nghiệm phân biệt x1, x2 lớn hơn thế lớn 2. Rồi ok. Chúng ta thấy rằng ở đây nó có tham số m này. À, kiểu gì chúng ta thì cũng phải đặt biến đổi một chút và đặt ẩn phụ đúng không? Ok. Chúng ta xem nó như nào đây. À, điều kiện đầu tiên, điều kiện chắc chắn là x phải lớn không rồi. Đây, nó nằm ở logan. Thế ta biến đổi một chút này, thằng này đưa ra ngoài thì chúng ta sẽ có là phương trình tương đương với biến đổi nha. 2 nhân với thằng này thì chúng ta sẽ có là 3 3 này, mũ 1 này nhân với 3 mũ 2 logan cứ số 2 của x. Rồi. Chúng ta cộng trừ đi 7m trừ 48 nhân với 3 logan cứ số 2 của x cộng với m bình trừ 8m bằng 0. Ok. Đến đây chúng ta sẽ đặt thằng nào? À, đặt t bằng 3 mũ loga cơ số 2 của x. À, t bằng 3 mũ loga số 2 của x này thì chắc chắn là t nó phải lớn hơn 0 rồi. Điều kiện là t lớn hơn 0 rồi. Và hôm nay ta sẽ có phương trình là 6 t bình phương đúng không? Đây t bình phương trừ đi 7m trừ 48 t cộng với m bình trừ 8m bằng 0. À, đến đây thì chúng ta sẽ làm nào? Nhất những cái dạng này thông thường ý, thì nó sẽ có nghiệm phụ thuộc vào m, tương đối là đẹp đó. Thì chúng ta sẽ thử bằng máy tính xem nó có ok không, được chưa nhỉ? Đấy. Nói tóm lại là chúng ta có máy tính, ta bấm xem sao. Đây, chúng ta sẽ bấm máy tính đây. Đó, máy tính nha. 1922. Thế lúc này ta sẽ cho m 100 để xem có dịch trừ không. À, 6 này bằng này. Thay m 100 tức là trừ đi 700 trừ 48 đúng không? 700 trừ 48. Ok. 100 bình trừ 800 bằng bằng một nghiệm bằng 92, một nghiệm bằng 50/3. Ít nhất là ta sẽ có một nghiệm là T1 bằng 92. Còn T2 thì ta sẽ bằng 50/3. Thế T1 bằng 92 thì cái này dễ thì số nhất, 92 thì sẽ bằng 100 trừ 8 đúng không? 100 trừ 8 tức là bằng m trừ 8. Thế còn thằng này chúng ta có hai cách. Một là ta dịch ra đúng không? Ta nhân cả gì? À, nhân cả từ cả mẫu với 2 thì thằng này sẽ là 100 phần gì? 6, 9 là bằng m chia cho 6. Đó, hoặc là chúng ta sẽ có cách thứ hai. Chúng ta thấy là T1 nhân T2 thì bằng C trên A, đúng không? Thì chúng ta có C trên A, ta có T1 rồi thì ta sẽ tìm được T2, được chưa? Đây, nếu theo VS ấy, thì T1 ta có, nếu theo VS thì ta có T1 nhân T2 thì bằng C trên A, tức là M bình trừ 8M
chia cho 6 đúng không? Mà T1 này bằng gì? Bằng m trừ 8 rồi thì đương nhiên T2 thì bằng m trên 6. Đây là cách thứ hai dịch số. Được chưa nhỉ? Có rất nhiều cách để chúng ta đưa ra như vậy. Tuy nhiên cái này chúng ta cần lưu ý một điều, cần phải đảm bảo chắc chắn 100% việc dịch số chúng ta đúng. Thế do đó thì thầy thông thường khi bấm này, đôi khi chúng ta dịch số sẽ bị sai đó, vì có những cái số nó rất là nhạy cảm, ta tưởng như thế nhưng mà nó không đúng. Do đó luôn luôn chúng ta luôn luôn có một cái bước thử lại một giá trị m. Chẳng hạn ở đây thầy sẽ cho m bằng 10. M10 xem, m10 thì sẽ có một nghiệm, nếu như thay m10 đây nhá thì chúng ta sẽ có một nghiệm là trừ mấy? 10 thì có một nghiệm bằng 2 đúng không? Sẽ có nghiệm bằng 2. Và nếu m10 thì sẽ có là thằng này sẽ là 10 phần 3 thì nó sẽ bằng 5 phần 10 phần 6 sẽ bằng 5 phần 3 đúng không? Tức là nếu như ta bấm bây giờ ta thay m 10 đây thì sẽ có phải có một nghiệm bằng 2, một nghiệm là 5 3. Nào ok, đấy, thử xem nha. Ta phải thử để đảm bảo cái việc dịch số ta đúng nhá, 6 vẫn là 6 này. Đó. Nhiều nhiều bạn chủ quan rất là nguy hiểm. Vậy ở đây chúng ta sẽ có trừ này, mất một chút thời gian nhưng nó đảm bảo chính xác 100%. Ví dụ đây là 70 trừ 48, 70 trừ 48 đúng không? Đúng không? 10 đây chúng ta chắc là 100 trừ đi 80 đúng không? 100 trừ 80 là 20 rồi, đúng không nhỉ? Đó. Đây một nghiệm bằng 2 chuẩn nha. Rồi. Một nghiệm 5 phần 3 ok, vậy việc số chúng ta hoàn toàn là chính xác rồi, không phải băn khoăn, không phải lo lắng gì nữa. Đấy nhỉ? Đó. À, thì xóa con này đi. Đấy. Đấy nhỉ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc dịch số nó phải hoàn toàn chính xác thì chúng ta mới làm được tiếp. Đấy. Nên làm sai, chúng ta dịch số sai là chẳng sai. Được chưa? Thế nếu chúng ta T1, T2 nó phải dương, vậy thì điều kiện T1, điều kiện T1, T2 lớn hơn 0. Tức là chúng ta thấy là cho này lớn 0, cho này lớn 0 thì tức là m lớn 8. M lớn hơn 8. Đó, đây là điều kiện cần của nó. Rồi, tiếp tục cái điều kiện thứ hai do cái bài toán cho này, do bài toán cho này. Ok chưa? Đó. Thế bây giờ làm nào ta xuất hiện được cái x1 nhân x2. Thế T1 chúng ta sẽ có này, T1 bằng gì? T1 sẽ bằng 3 loga cơ số 2 của x1. Đương nhiên T2 cũng sẽ bằng 3 mũ loga cơ số 2 của x2. Chưa? Và ta lấy tích 2 này sẽ xuất hiện xem nào. Sẽ xuất hiện tích này đúng không? T1 nhân với T2 thì bằng 3, hai thằng này nhân nhau vậy là 3 mũ loga cơ số 2 của x1 cộng với loga cơ số 2 của x2. Và thằng này chính là bằng bao nhiêu? Bằng 3 mũ loga cơ số 2 của x1 nhân x2. Rồi. Ok, mà x1 nhân x2 nó lại lớn hơn 2. Vì vậy, loga cơ số 2 của x1 nhân x2 lúc này sẽ lớn hơn gì? Loga cơ số 2 của 2. Loga cơ số 2 của 2 thì là 1, đúng không? Lớn hơn 1. Đó. Vậy thì ta sẽ có là T1 nhân T2 bằng 3 mũ loga cơ số 2 của x1 nhân x2 rồi sẽ lớn hơn 3 mũ 1. 3 mũ 1 chắc chắn bằng 3. Vậy nói tóm lại T1 nhân T2 sẽ lớn hơn 3. Mà T1 T2 đây rồi. Đó, T1 T2 đâu nhỉ? T1 T2 thầy vừa xóa mất rồi. T1 T2 chính bằng C trên A đúng không? Hoặc là nhân luôn thằng này cũng được đúng không? Tương đương với M bình trừ đi 8M chia cho 6 lớn hơn 3. Thằng này chắc dễ rồi. M bình trừ đi 8M 36 18 trừ đi 18 lớn hơn 0. Rồi ok. Đó. Thực chất thì đến đây chúng ta một là giải bất phương trình, hai chúng ta sẽ cho chạy. Bạn nào cũng biết giải bất phương trình thì thôi, hoặc ta sẽ có là giải bất phương trình này thì chắc là dễ rồi, bạn nào cũng làm được thôi mà. Còn nếu không thì chúng ta có điều kiện m lớn hơn 8 này, m lớn hơn 8 này. Và m chạy từ đây, vậy đương nhiên là m lớn 8 và kết hợp điều kiện bài toán này. Thế là bài toán này nhá. Đấy. Thì tức là chúng ta sẽ có là 8 nhỏ hơn m nhỏ hơn 21. Đó, thì cho chạy m nên cho table đấy đúng không? Còn giải bất phương trình này chắc bạn nào cũng biết giải rồi đúng không nhỉ? Cho chạy từ gì? 8 đến 21 xem thằng nào lớn không, thỏa mãn lớn không thì nhận, còn nếu không thì bỏ. Được chưa nhỉ? Đó, ta ngồi đếm thôi. Đấy là cách mà chúng ta sử dụng cái ICO. Nhưng tuy nhiên thì đến đây chúng ta có thể gì? Giải bất phương trình này m lớn hơn m nhỏ hơn
chúng ta bấm máy thôi, bấm máy kinh nghiệm này. Nói tóm lại kiểu gì cũng phải dùng máy tính đúng không? Đấy, dùng máy tính như này chưa, vẫn phải dùng cái máy tính đó, tốt nhất là dùng máy tính đúng không? 1 bằng chữ 8 bằng chữ 18 bằng đấy 4 cộng với căn 34 đúng không, chữ 18 mà sao. Ờ đúng rồi đó, thế nhỉ. Vậy thì một thằng sẽ là 4 cộng căn 34. Căn thằng này muốn nhiêu? 9 phẩy mấy đúng không? 4 cộng căn 34. Chắc chắn thằng này nhỏ hơn 4 trừ căn 34 rồi. Tuy nhiên đấy thằng này này. Đây, chúng ta kết hợp với thằng này chắc chắn là đến từ 9 rồi. Kết hợp luôn ấy, thì ta sẽ có từ 9,8 luôn. Vậy thì 9,8 nhỏ hơn m, nhỏ hơn 21. Đó. Thế 9,8 chắc chắn là đến bắt đầu từ 10 rồi, đúng nhỉ? Bắt đầu từ 10 vì nó là giá trị nguyên mà. 10 cho đến 20. 10 đến 20 thì có bao nhiêu số? 1 đến 20 thì là 10 số. À quên. 11 đến 20 thì là 10, 10 số, còn thêm số 10 nữa là 11 số đúng không? Đúng nhỉ? Hình như 11 số. Đấy, vậy thì nói tóm lại là m sẽ lớn hơn bằng 10 và nhỏ hơn bằng 20. Đó, m nguyên. Đấy. Từ 10 đến 20 thì có 11 số đúng không? Thằng này trừ này cộng 1 mà. Đáp án là gì? Là C. Ok chưa? Đấy, thế câu số 2. Ok. Rồi. Tiếp tục ta sang câu số 3. Thì với câu số 3 này thì chúng ta thấy rằng là ô thì cái này thì bấm máy luôn được đúng không? Casio bấm máy luôn được có gì đâu nhỉ? Yeah, câu này khá là đơn giản. Đúng không? Thầy sẽ làm hai cách ta Casio và cách tự luận. Thầy nói tóm lại tự luận thì cũng dễ thôi, không có gì khó khăn lắm đâu. Được chưa? Casio thì chúng ta sẽ nhóm M ra xem nào. Ok nhá, nhóm M nhá. Ta sẽ nhóm M này. M này chúng ta sẽ có 3 mũ 2x bình cộng với 2x cộng với 5 phần 2. Đúng không? Rồi, nhóm M ra ngoài thì chúng ta sẽ có trừ 2 nhân với 3 mũ x bình cộng với x cộng với 5 phần 4. Được chưa? Tiếp tục này. M nữa thì cộng với mấy? Cộng với 2. Rồi. Thằng này nhân tung ra thì sẽ bằng luôn. Chuyển vế sang này nữa nha. 2 nhân với 3 mũ 2x bình cộng 2x cộng với 5 phần 2. Rồi. Thằng này nhân tung ra thì cộng vậy. Đúng không? Cộng với 2. Dài quá nhỉ? Nhân với 3 mũ x bình cộng với x cộng với 5 phần 2. Ok chưa? Tôi chuyển sang là trừ 6 tức là cộng 6. Đúng không nhỉ? Xem kiểm tra lại xem có chỗ sai không. Rồi, dấu má thì chuẩn chưa? Ok. Chúng ta nhìn này, xem này. Thằng này thì luôn dương rồi, đúng không? Lớn hơn. Đấy, xem thằng này có thể bằng không được không? Hay luôn lớn hơn không? Ít nhất là lớn không? Là điều kiện. À, lớn không ít nhất thôi nha, còn nó còn còn điều kiện hẹp của nó. À, bởi vì đang x bình cộng với x cộng với cái 5 phần 4 này này, nó còn có điều kiện nữa nên do có điều kiện hẹp hơn nữa, nhưng mà thôi cả nó ta xét đương nhiên thằng này lớn hơn không rồi, lớn không thằng này dương rồi. À, vậy chia cả hai vế, nói tóm lại là nó khác không thì chia cả hai vế thì ta sẽ có m bằng mình cứ lấy thằng này chia này đúng không, vế trái đây biểu thức mình lười viết, đây số 1, đây biểu thức số 2. Đó. Đó. Mình cứ lười một chút, 1 chia cho 2 được phép lười đúng không nhỉ. Và bây giờ ta bấm máy, bấm máy thì xem nó chạy từ đâu đến đâu, min đâu max đâu, và chúng ta sẽ cho m, m sẽ chạy từ min đến max sẽ tìm được là số giá trị nguyên, khá là đơn giản dạng này đúng không nhỉ. Bài này gần như bạn nào cũng biết làm đấy, thì cái chỗ này thôi nhá, cái chỗ chạy này thì chắc là thôi thầy cứ làm luôn đi đúng không. Đó. Cho thầy bồ chạy luôn đi xem nó thế nào. Ok, để kiểm tra tí làm tự luận nó có đúng không. Rồi, nhập thì hơi lâu một chút nhỉ. Đó, 2 nhân với 3 mũ 2x bình. Nhập sai lại thành hỏng luôn đấy. 2x cộng với 5 phần 2. Ok, cộng với 2 nhân với 3 bình cộng x 5 phần 4 đúng không? 5 phần 4 mà.
Rồi. Nhưng cộng 6 sao? Rồi đúng rồi, cộng 6. Cộng 6 chia cho thằng này 3 mũ 2 bình. Đấy, nhập sai kiểu này lắm. Nhịp tinh. Đi thi chúng ta chú ý nhập cho thật đúng vào, trừ 2. Đôi khi thành sai thật đấy. Mũ x bình cộng x cộng 5 phần 4. Rồi, cộng 2. Xong, bằng. À, chúng ta cứ cho từ từ 5 đến 5 trước đã. Phép mình cứ cho chia cho 40, 10 chia 40 cho nó không 14 ấy. Xem như thế nào. Đó, úi giời. Ủa, sao toàn 2 vậy ta? À đây đây đây, đoạn này chắc nhỏ quá. 2 phẩy mấy, đúng không? Nên ta thấy đi 2 này. Nhỏ này, 2 này. Đúng không? 2 nhá. Khả năng 2 nó giá trị tiệm cận ngang rồi. Đấy, 2 này, 2. Tăng dần lên này. Đó. Chắc khả năng tí 5,9, 5,9 này. Đó đi 5,9. Thấy chưa? Khả năng cao nhất là 5,9. 5,9 thì sát sát 6. Đúng không? Chắc này xuống đây đẹp. Giảm xuống này. Đấy, đấy, sau đoạn sau này chắc về 2 hết. Đó về 2. Vậy thì nói tóm lại là nó từ 2 đi lên đến đến mấy? Đến đến 5,9, 5,9 thì mình xem là có cơ hội là bằng, bởi vì 5,9 là nguy cơ nó bằng 6, 6 là giá trị nguyên đấy. Chúng ta cần lưu ý chỗ này. Đó. Chúng ta xem chỗ này này. Co khoảng của nhá, bấm không có kinh nghiệm là toi. Đây 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 này, chỗ 6 đâu nhỉ? Đây 5,9 đây nhá, là nó nằm ở trừ 0,6. Đúng nhỉ? Ừ, đúng rồi, 0,6. Vậy thì mình cứ làm từ trừ 1 đến trừ 0,2 nhá. Trừ 1 co khoảng vào, trừ 1 đến trừ 0,2. Đoạn này thì mình cứ mạnh dạn cho nó là 0,05 đi chắc là được. Đó, xem nào. Đấy, có cái thằng 6 này. Đó, chưa? 6 thì nó lại giảm về, đúng không? Ví dụ như nó có trên 6 ấy. Giả sử có lớn hơn 6 thì chúng ta không ngại bởi nó số nguyên nó bằng 6 thôi. Được chưa? Không ngại. Đó, đoạn này này, đấy bằng 6 này, lưu ý nha. Đó, chúng ta phải nghi ngờ bởi vì trong trường hợp mà nó là số nguyên, 6 là số nguyên là chúng ta là không để ý là mất cái giá trị số 6 này là toang đấy nha. Ok chưa? Vậy thì nói tóm lại là chúng ta sẽ có 2 này và 6 này. Đương nhiên m nhỏ bằng 6 là đúng rồi. Thế còn 2 có lấy không thì vì chúng ta nhìn 2 này. 2 sau này chúng ta à vừa rồi nó bấm 2, 2 là chúng ta sẽ thấy nó nằm ở đâu? Ở tận trừ vô cùng cơ. Đó, à, bởi vì chúng ta tính giới hạn nó sẽ bằng 2 đấy. Chúng ta sẽ không lấy được đâu. Đúng nhỉ? Có phải không nhỉ? Đó. Thì chúng ta lưu ý nha. Đấy chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có gì? À, có lớn hơn 2 này. Lớn hơn 2. Đấy. Còn bằng 2 có hay không thì chúng ta phải lưu ý nhá. Lưu ý ấy, bởi vì như thầy vừa bấm ấy là nó đến đến tầm phía cao cao thì thấy nó sát 2 rồi, nhưng mà nếu càng lớn nữa thì nó bằng 2. Đó, thì chúng ta thấy bằng 2 là khá là nguy hiểm để chứ nhỉ. Đấy, nó cứ bằng 2 suốt. Nên là do đó chúng ta thấy rằng nó không thể bằng 2 được đâu nha, được chưa? Vì vậy ở đây chúng ta sẽ có là cái bài này bấm máy là khá là nguy hiểm đấy nếu chúng ta không để ý cái chỗ này. Đấy, chỗ này là khả năng nó chính là cái tiệm cận ngang của cái hàm này, bởi vì sau này chúng ta sẽ xét cái thằng này hay bậc của khi ta chia ấy, thì bậc này bậc bậc tử bằng bậc mẫu đó, bậc tử bằng bậc mẫu, bởi vì tí nữa ta đặt t chúng ta sẽ cảm giác như vậy. Nói tóm lại là khi bấm máy ta phải tỉnh táo một chút chứ không phải là cứ bấm là xong đâu, được chưa nhở? Đó thì lúc này chúng ta sẽ có là đây sẽ có bao nhiêu, à nó hỏi tổng các giá trị phần tử của s. Tổng thì chúng ta đầu tiên này m bằng mấy, m bằng 3 này, 4 này, 5 này và 6 đúng không? 10, 18 mà. Đúng không? 18. 18 là đáp án B à? Đúng nhỉ? Cộng đúng chưa? 18 đáp án B à? Đó, ok chưa? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đây là làm theo kiểu Casio nhá. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ làm theo kiểu tự luận. Nói tóm lại tự luận thì chúng ta sau cũng vẫn phải dùng cái một chút Casio để bấm cho nhanh. Không chúng ta nếu như tự luận nha thì chúng ta sẽ đặt gì? Nhìn thấy ngay này. Tự luận thì ta đặt luôn
t bằng 3 mũ. Thực ra nếu bạn nào phụ nào biết dùng cả dùng dùng đặt ẩn phụ thì chúng ta sẽ đặt luôn, nhưng chúng ta sẽ Casio nó sẽ nhàn một chút. X bình cộng với x cộng với 5 phần 4. Tuy nhiên ấy, điều kiện rộng của nó là t lớn không, nhưng điều kiện hẹp của nó chúng ta cần chú ý một chút là chúng ta một là ta bấm máy xem thằng này nó lớn bao nhiêu, đúng không? Đấy, và hai chúng ta biết là thằng này này x bình cộng x cộng 5 phần 4 bao giờ là parabol, để nó có điểm nhỏ nhất đây. Đấy, là điểm đỉnh. Vậy thì parabol một là chúng ta chuyển thành hằng thức để chúng ta xét, hoặc là ta dưới bấm máy máy tính, chúng ta rất là hay là có cái máy tính ta sẽ bấm được đây. Đấy, thực ra là làm này thì các bạn sẽ mất một chút tư duy thôi, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn, đúng không nhỉ? Hai hai đây thì bấm nha, chúng ta bấm x bình này là một này bằng này, một bằng 5/4. Đó, chúng ta không quan tâm đến mấy cái nghiệm đâu, bỏ đi. Bây giờ đang là nhìn là min này x min nhá, thế còn y min của nó bằng một. Vậy thì nói tóm lại thằng này này, thằng trên tử này, à thằng thằng trên mũ này này là luôn lớn bằng một, nó luôn lớn bằng một. Vậy thằng này luôn lớn hơn bằng 3 mũ 1, 3 mũ 1 chắc chắn bằng 3 rồi. Đó, được chưa? Vì vậy chúng ta sẽ có là lúc này phương trình sẽ là có m trừ 2. Thằng này thì chắc chắn là t bình rồi, đúng không? Chúng ta nhìn đây. Đó, đây là nhóm 2 ra ngoài mà thì nó giống như này, vậy là t bình này. Trừ đi 2 nhân với m cộng 1 t rồi cộng với 2m trừ 6 bằng 0. Rồi đây ta rút ra m tương tự như vừa rồi thôi, m sẽ bằng gì? À, 2 m sẽ bằng t bình chứ, đúng không? Đúng nhỉ? À không, rút ra chuyển sang là 2t, 2t bình. Rồi chuyển sang bên này thì chúng ta sẽ là cộng với 2t cộng 6 chia cho thằng này t bình, đúng không? T bình đây. Trừ 2 trừ 2t rồi cộng 2. Đó, thấy chưa? Đấy, thì ta bấm máy thằng này thì ta thấy ngay là tiệm cận ngang này, tiệm cận ngang của nó là gì? Là bằng 2. Đấy. Và chúng ta thấy xem bấm từ 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 3 đến cộng vô cùng, tức là cộng vô cùng thì không thể bấm được đâu, đúng không? Ta bấm một chút xem là đến 3 nó ra giá trị là bằng bao nhiêu. Đó, thì ta sẽ ok ngay và ta sẽ làm được thằng này. Đấy. Hoặc chúng ta nếu bạn nào mà thích về tự luận thì ta bằng FT. Thì ta sẽ có F phẩy T bằng bao nhiêu? Tao hàm nhanh thôi. Thằng này nhân thằng này trừ đây thì chúng ta sẽ có trừ 6, trừ 6 t bình phương, đúng không? Này nhân thằng này trừ đây đây. Đây là 4, 4 trừ đi 6 nó còn trừ 2 là trừ 4t. Thằng này nhân thằng này trừ đây thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu nhỉ? 4 cộng với 12 là cộng với 16. Đúng không? Chia cho t bình trừ đi 2t cộng với 2 tất cả bình. Được chưa nhỉ? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giải thằng này bằng 0, xem là trên tử bằng 0 này lập bảng biến thiên thì ta sẽ thấy ngay. À đây, ví dụ giải trên tử bằng 0 luôn nhá. Là trừ 6 bằng trừ 4 bằng 16 bằng. Một nghiệm là 4 phần 3, một nghiệm trừ 2. 4 phần 3 và trừ 2 thì cái thằng 3 này này nó sẽ nằm ngoài cái khoảng này thì chắc chắn là luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến, đúng không? Và trong trường hợp này thì chúng ta khả năng nó sẽ luôn nghịch biến. Đấy. Bởi vì nó nằm ngoài khoảng mà. Ngoài 3 nằm ngoài khoảng, đúng không? Đây. Ta cái dấu của thằng F phải. Đây ta sẽ có trừ 2 này, vậy đây là 4 phần 3 đúng không? Trừ 2 đây. 3 chúng ta đây. Thì trong trái ngoài cùng đây là dương, đây là âm, thì đây là âm, để hàm số nó đi xuống đây. Đấy, vậy nên mắc của nó chính là tại 3 này, đây là 2 này. Đấy. Hệ số đây, chúng ta chú ý là bậc tử bằng bậc mẫu. Đó, thì khi t tiến tới cộng vô cùng nó chính là bằng hệ số cao nhất trên tử chứ hệ số cao nhất dưới mẫu là 2. Thế tại 3 thì nó bằng bao nhiêu? Thay 3 vào đây. Thay 3 ở đây nếu không nhầm thì nó sẽ bằng 6 này. Chỗ này là bằng 6 đây, 3 đây thì sẽ bằng 6 này. Đó. Thì từ 6 đến thì từ 2 nhỏ hơn m hơn bằng 6 là chúng ta sẽ có kết quả. Ok chưa? Đấy. Cái làm hướng dẫn thế là khá là đơn giản. Rồi. Đây câu số 3 của chúng ta, được chưa?